Dương, tỉnh Tuyên Quang có nghề truyền thống là trồng và chế biến chè. Những đồi chè xanh bạt ngàn luôn gắn liền với cuộc sống của những người dân nơi đây. Nhằm xây dựng mô hình trường học gắn liền với cuộc sống theo chủ trương của Bộ Giáo dục Đào tạo, Trường Trung học Phổ thông Sơn Dương đã chọn nghề trồng và chế biến chè đưa vào chương trình học trong nhà trường. Một tiết học nghề của lớp 11 Trường Trung học Phổ thông Sơn Dương, những năm gần đây, nghề trồng và chế biến chè đã được đưa vào giảng dạy một cách hệ thống với 105 tiết, trong đó có hơn 70 tiết thực hành. Trước tiên sẽ vẫn là giờ học lý thuyết để học sinh nắm được kiến thức cơ bản. Hiện nay người dân sống trên địa bàn của khu vực của huyện Sơn Dương thì cũng phát triển trồng cây chè cũng là khá nhiều. Chính vì thế mà nhà trường đã nghiên cứu khảo sát thực địa và đã chọn những mô hình là trường học gắn liền với sản xuất kinh doanh và chọn với nghề trồng chè để dạy hướng nghiệp cho các em. Sau khi nắm được lý thuyết, học sinh sẽ được trực tiếp ra vườn chè để học tập và trải nghiệm. Mô hình trường học gắn liền với sản xuất kinh doanh đã được nhà trường phát triển từ 4 năm nay. Học sinh được học tập gắn liền với thực hành, thực tiễn. Đây là vườn chè do chính học sinh nhà trường trồng và chăm sóc. Học sinh không chỉ ngồi trong lớp mà được ra tận đồi chè, đóng bầu, trồng và chăm sóc chè. Tiết học này hôm nay của lớp 11B1, học sinh sẽ học cách bón phân cho chè. Có điều gì đặc biệt trong cách chăm sóc này không? Quốc hố ở giữa rạch chè mà không quốc sát gốc chè? Quốc hố gần rãnh chè thì sẽ ảnh hưởng đến hệ rễ của nó. Đấy là thứ nhất. Thứ hai nữa là khi ta bỏ phân vào đấy thì có thể làm cho nó làm teo mất các cái rễ lông húc, nên dẫn đến khả năng hấp thụ của cây kém. Làm cho có thể chúng ta thấy cây chè mà mới trồng mà chúng ta bón nhiều phần quá thì dẫn đến là có thể gây đến chết chè. Cô, thế đất ở Tuyên Quang mình là đất gì mà lại trồng được cây chè ạ? Đất của chúng ta lại là đất Ferrarit. Đất này phù hợp với cây chè bởi vì có sự khác biệt giữa đất đỏ Ba Gian ở trong Tây Nguyên. Thành phẩm của nó chúng ta nhìn thấy uống nước chè của chúng ta là vùng đà màu xanh. Còn đối với lại các vùng khác thì chúng ta thấy là đất nước chè là màu đỏ. Đất của chúng ta đây nó còn phù hợp nữa là do chất đất, tỷ lệ về thành phần dinh dưỡng và độ tơi xốp của đất này chúng ta phù hợp. Ngoài cái độ pH ra thì chúng ta cung cấp được các loại phân vô cơ này, hữu cơ. Đặc biệt là phân hữu cơ này cung cấp độ mùn để làm sao cho đất tươi xốp, cây chè để phát triển. Hoa đẹp chưa này? Đây có phải cây mùn cô giáo hay nói bọn mình không nhở? Thế sao ở đây người ta lại trồng nhiều cây này như thế? Lần trước cô giáo còn nói cây chè thì chỉ cần 50% ánh sáng nên là trồng cây muồng này để giảm tối thiểu đi sự hấp thụ ánh sáng của cây chè. Lá cây khi giúp cũng một phần có thể làm phân xanh bón tốt hơn cho cây chè nữa. Ngoài lý thuyết ra thì các em mới được lên ra có điều kiện thực tế. Vậy thì các em mới có thể nắm được trên thực tế từ những công việc đơn giản nhất. Ví dụ như là chọn đất làm bầu hay là cách thức đóng bầu, xếp bầu. Cũng như là khi đến đồi chè thì các em mới thực hiện công tác là trồng chè cũng như là phân biệt được một số các cái bệnh trên nương chè. Trong chương trình học do nhà trường đặt ra, các bạn học sinh còn được gặp gỡ với những người đầu tiên xây dựng nông trường chè Tuyên Quang để hiểu hơn về lịch sử nghề truyền thống của quê hương. Được lắng nghe trực tiếp như thế này, học sinh sẽ hiểu và ghi nhớ thông tin dễ dàng hơn. Đây là đồi chè đã gần 60 năm của bà Đặng Thị Dung. Học sinh được nghe bà kể chuyện những ngày đầu tiên trồng chè ở Tuyên Quang và về từng giống chè. Chỉ có những tiết học thực hành và trải nghiệm như thế này, học sinh mới thu nhận được những bài học như vậy. Có đường thôi chứ các bà. Vâng, mệt lắm. Ông ơi, cho cháu hỏi là bây giờ thì bình quân mỗi người một ngày hái được bao nhiêu cân ạ? Ai mà hái nhanh thì một ngày được 30 cân. Vâng. Nếu mà hái chậm một ngày chỉ 20 cân. Thế thôi, không có... Mà phải là trời nắng mới được. Mà phải hái đúng một tôm hai lá chứ không được hái. Không được hái dài. Bà nghĩa bà sinh năm 26. Bây giờ bà ông già vẫn có tuổi, vẫn đi lại được. Thế các bà sinh năm 26. Đến bây giờ là bà ấy hái, nghĩa là năng suất chưa từng có. Hàng trăm cân một ngày hái tay. Theo cháu hỏi là, theo như ông nói thì chè này chỉ hái được khi trời nắng, còn trời mưa thì không được hái. Thì lý do là vì sao ạ? Tại vì trời mưa nó có nước. Cứ hương trà nó không có nữa. Cho nên là xí nghiệp người ta không cho hái trời mưa, mà người ta chỉ cho hái trời nắng. Thì
lá chè nó khô, cái hương chè nó mới thơm, nó mới có tác dụng của chè. Đây là năm đầu tiên mình học được học ở chè và mình cảm thấy rất là thích thú và mình cảm thấy là tự hào vì địa phương mình có chè. Thứ nhất là được đi ra ngoài thực hành, trải nghiệm. Mỗi khi ra ngoài thì cảm giác nó thoải mái hơn. Học ở trong lớp và được thực hành thì có thể trải nghiệm được những gian nan vất vả của các bác khi làm việc ở đây. Ở nhà thì mình học theo truyền thống của gia đình, học theo bố mẹ truyền lại. Thì sau khi mà học được cái nghề chè ở trường thì mình cảm thấy nó rất là thú vị, bổ ích. Nó giúp cho mình hiểu thêm ra được nhiều điều về chè hơn và từ đó để phát triển cái chè nó có thể tốt hơn, thu nhập kinh tế được cao hơn. Trực tiếp trồng, chăm sóc, học sinh còn được trực tiếp hái chè để biết chè hái như thế nào mới ngon. Hái chỉ khác một lá thôi mà chất lượng chè đã khác nhau. Đây là chè chuẩn này. Nếu các bạn muốn hái chè được đẹp mà không phải khi mà sao ra thành phẩm không phải nhặt gì thì bạn sẽ hái một tôm hai lá. Còn đây là chè B, một tôm và ba lá. Đây, đây là tôm. Thì các bạn hái như này là đạt tiêu chuẩn được chè B thôi. Đấy. Nhưng mà vẫn phải xanh và non và búp nó nhọn. Đầu búp nó nhọn vẫn còn tôm. Búp này nó bị làm sao vậy ạ? Đây là do thời tiết và do sâu bệnh. Con sâu nó ăn từ những búp già và hết búp già nó sẽ ăn đến những búp non. Và người ta sẽ không hái về để chế biến mà người ta sẽ bỏ đi vì nó con sâu nó hút đã mất hết chất rồi. Lá chè hái xong phải mang luôn đến nơi sao chè. Nếu để quá lâu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng chè. Điều này học sinh được chính những người có kinh nghiệm truyền lại. Khi chè tươi hái về thì mình sẽ sao luôn. Nó ngon hơn nếu mà để thời gian nó dài thì chè nó mất cái mùi thơm của chè đi thì nó. Đây là gia đình chị Nguyễn Thị Bình, một trong những gia đình có truyền thống sao chè rất lâu năm ở Sơn Dương. Mỗi ngày, nhà chị sao khoảng 400 đến 500 kg chè để cung cấp cho thị trường. Chè phải sao vài lần thì hương mới đậm. Học sinh cũng học được từ những điều nhỏ nhất. Khi chạm tay vào cánh chè vừa sao cũng có thể biết chè đã chín đủ lửa hay chưa. Bác ơi, cái nhiệt độ trong máy sao này là bao nhiêu ạ? Không thể đo được, chỉ xem bằng tay để mình cảm nhận được là tay mình có thể chịu được thì là nhiệt chè nó sẽ đủ. Khi mà mình sơ chế thì mình sẽ phải làm nó lúc nào cũng lửa nó cũng phải đủ nhiệt thì chè nó thơm, nó ngon, nước nó mới xanh, nó thơm ngon ngay từ đầu được. Công đoạn cuối cùng mà học sinh rất ít khi được tiếp xúc đó chính là đóng thành phẩm để bán chè. Nhà trường cũng đã liên hệ với những gia đình kinh doanh chè để học sinh có thể tiếp cận và thực hành với máy hút chân không và chuẩn bị đưa chè ra thị trường. Qua 4 năm thực hiện thì đã cho thấy một cái kết quả là đáng khích lệ là các em học sinh đã rất sáng tạo trong cái việc học nghề trồng chè. Các em đã biết chế biến ra được một số những cái sản phẩm để nâng cao được cái chất lượng và cái giá trị của cây chè. Và đã truyền tải được những cái kiến thức cho các cái hộ sản xuất kinh doanh ở tại địa phương. Ngoài việc đó là chế biến chè khô ra thì còn biết đó là đóng gói nhãn mác để quảng bá cái sản phẩm chè và làm ra được nhiều những cái sản phẩm khác từ chè. Nhờ những buổi học trên lớp và những giờ thực hành trải nghiệm, giờ đây Hạnh về nhà đã giúp bố mẹ nhiều hơn trong việc trồng và chăm sóc nương chè của gia đình. Ở nhà thì chỉ đa phần là giúp mẹ hái chè. Bây giờ đi học thêm thì hệ thống được nhiều kiến thức hơn, mở rộng được nhiều kiến thức hơn. Ra bên ngoài thì học hỏi thì được nhiều điều vui hơn. Nếu có cơ hội thì mình mong là có thể áp dụng kiến thức đã học vào để phát triển nghề chè của quê hương. Không chỉ dừng lại ở đó, nhà trường còn tổ chức cuộc thi vận dụng những sản phẩm từ chè để sáng tạo thành các món ăn, các sản phẩm trong cuộc sống. Thế là rất nhiều ý tưởng ra đời, một bức tranh, một chiếc bánh, ngay cả một lọ hoa.
Những sản phẩm tuy nhỏ nhưng thể hiện tính sáng tạo của các bạn học sinh với một chất liệu tưởng như đã rất quen thuộc. Từ nhiều năm nay, chè làm nước uống và ngoài ra thì chè còn có được sử dụng để làm bánh trôi, làm matcha, làm bánh gato, những món ăn mà đội thi chúng em đã mang đến hôm nay. Ngoài ra thì chè còn được sử dụng để làm các mô hình như là mô hình lá nà nưa, bản đồ hình Việt Nam được làm từ những túi chè nhỏ, qua đó thể hiện tình yêu quê hương và sự gắn bó với quê hương đất nước tha thiết của chúng em ạ. Chủ đề của em hôm nay là sáng tạo về chè. Em nghĩ bánh bông lan cũng là một món ăn mà dạo này mọi người rất thích, nên bọn em sẽ chọn món bánh bông lan trà xanh vừa hợp với chủ đề, với lại rất dễ làm và gần gũi với mọi người hơn ạ. Rõ ràng qua mô hình này, học sinh không chỉ hào hứng tiếp nhận thông tin mà còn kích thích, phát huy khả năng sáng tạo và tính chủ động của học sinh. Những phẩm chất vô cùng cần thiết theo khung năng lực của học sinh mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hướng đến.